quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba, sáng 26 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thăm đặc khu phát triển Mariel, khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng tham gia hoạt động này với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Giới thiệu với hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba, Tổng Giám đốc đặc khu GEDM bà Ana Teresa Izaga Martinez cho biết, đặc khu nằm tại cảng Mariel thuộc tỉnh Artemisa có diện tích khoảng 465 km2. Đến năm 2022, đặc khu GEDM đã cấp phép đầu tư cho 62 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 3 tỷ đô la. Trong đó, 56 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la đã thực sự đi vào hoạt động, tạo ra hơn 15.000 việc làm. Tại khu vực kinh tế chiến lược này, hiện có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia. Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai về số dự án đầu tư tại đặc khu GEDM. Đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại đặc khu GEDM, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định đây là minh chứng về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, cũng như những kỳ vọng phát triển trong quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Nhấn mạnh Cuba đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn do tác động của chính sách bao vây cấm vận kéo dài của Hoa Kỳ. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba và hy vọng hai bên sẽ đạt được nhiều thành công trong thời gian tới. Chia sẻ với những đánh giá của nhà lãnh đạo Cuba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm đặc khu GEDM, cho rằng đây là mô hình kinh tế tiềm năng, thử nghiệm những chính sách mới, đặc thù trước khi nhân rộng, từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế Cuba vượt qua khó khăn thách thức hiện nay. Chỉ rõ Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm nghĩa tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trước đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các nhà đầu tư Việt Nam mong muốn đóng góp sức mình giúp Cuba trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư tại đặc khu GEDM gồm công nghệ sinh học, nghiên cứu và sản xuất thuốc, công nghiệp bao bì, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nói chung, tin học, truyền thông, du lịch, bất động sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Sản phẩm của các dự án đầu tư có thể được cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu ra các nước trong khu vực. Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, GEDM hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng tại Cuba. Đây cũng là cầu nối giúp các nhà đầu tư kinh doanh kết nối với thị trường khu vực Mỹ Latin, Caribe và Nam Mỹ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã cùng với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trực tiếp tham quan một số dự án trong khu vực GEDM, trong đó có khu công nghiệp Mariel. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã chứng kiến lễ công bố cấp giấy phép đầu tư cho hai doanh nghiệp Việt Nam là Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn cầu Thái Bình và Công ty Phân bón ATG.